chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation today with Lan Nguyen, the board member of Garden Grove School District, who's been on, I think, on the board for about 20 years. But he's here to talk about his experience, his personal experience, with his son who's gone through the school district and also even gone through the special needs and the special education program. Julie, một lần nữa cảm ơn anh Lan đã trang vẫn tiếp tục nói chuyện với chương trình của chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội hôm nay. Julie có thời gian chia sẻ với khán giả về nói về cái kinh nghiệm của anh Lân với con của mình với trong chương trình giáo dục đặc biệt, cũng là cũng có nhiều cái hy vọng để cho con của mình, tại bây giờ nó học được ra trường, được ra đại học. Julie thấy rất là vui. Trong mùa hè đây nhiều người nghĩ đó là chừng nào trường đóng hết rồi thì học khu đâu có còn làm gì cho con mình nữa. Đó đúng không anh Lân? Không, trường các học khu năm nay tiểu bang California cũng như là nhiều học khu chứ không riêng học khu Garden Grove vẫn có chương trình cung cấp đồ ăn trưa miễn phí cho các em. Khi nói ăn trưa miễn phí không phải là cho các học sinh nghèo mà cho tất cả các học sinh dưới 18 tuổi tự động Wacton đến đó nhận là đồ ăn đó. Lý do tại sao tiểu bang cần phải làm như vậy hay là cả Hoa Kỳ cần phải làm như vậy đó là tại vì họ biết rằng cái phần ăn trưa của các em đó nó rất là quan trọng cho cái sự dinh dưỡng, cho sự phát triển của các em, để giúp đỡ các em có học vấn. Họ cũng biết rằng trong cái mùa hè đó, nhiều phụ huynh rất lười cho phần ăn trưa của các em. Vì ông chỉ có để cho nó ăn cái gì, nó ăn đi làm bữa cơm đại khái cho nó ăn cho đi McDonald's, cho nó đi gì đó, nó chơi, nó vui đi chơi. Nhưng mà cái đó nó không có tốt cho các em. Tôi phải nói là cái bữa ăn trưa của các em đó, nó có về vấn đề giá trị, dinh dưỡng nhiều hơn một bữa ăn McDonald's. Nhiều ăn bữa ăn mà ăn nhà hàng sang, tại vì nó có cái giá trị dinh dưỡng cần thiết cho các em. Nó không có nhiều mỡ, nó không có nhiều calorie nhiều như cái đó. Không những cái gì bữa ăn trưa không miễn phí cho tất cả các học sinh, hầu hết các học khu trên tiểu bang California đều có cái chương trình nó gọi là extended learning opportunity để giúp được các em phục hồi lại những cái mất mát trong cái mùa COVID 2 năm qua. Và cái chương trình hè năm nay đó, nó không phải chương trình hè cho vài lớp không, mà hầu hết các trường trung tiểu học đều có chương trình hè cho các em. Thành ra đây cũng chương trình miễn phí, chương trình dài hạn hơn. Tôi nghĩ chương trình rất là mới cho năm nay thôi, nhiều phụ huynh không có biết. Cho nên cứ phụ huynh nào mà có con em ở nhà đó, mà nghĩ là cần thiết kiếm chuyện cho con em để làm của mình để làm đó, nên liên lạc với trường của gần nhà mình để coi có cái lớp hè nào cho các em vô hay không. Thay vì học những lớp hè từ nhận ngoài, nó có vẻ tốn tiền nhiều hơn, là học ở trong trường nó thực tế hơn cho chương trình học vấn của các em. So these programs you're mentioning, are they free to the community? Is there an enrollment process for the free lunch or for the summer program? The lunch, free lunch program, it's free to everyone. Okay, regardless of income and everything. Not even income. Okay. All you need to do is have a kid to get in line to that. At certain time, at certain location of school. Most of the school have that free. Okay. And it's even good luck. Don't worry about the money or anything. Okay. The summer school, it's free to everyone. But I think they have certain funding for the school only. Okay. So you have to enroll it first. You have to get in line. We can serve only number of students, not all of them. But first, come in line. Just get in line. Get enrolled. And the school will find some spot for you. Okay, and you know, and I work in the special education field in the area, mm-hmm. so I know children with an IEP, that some of them have what's called extended school year. So that means they have a summer program for the special day class. Can you speak to that essentially? It is an expanded program during the school year and during the summer as well. We do have those programs during the summer. Especially as student was harder hit during the COVID. Right. Because of the communication, those students need prompting, need interaction. Mm-hmm. You can't do over Zoom, you can't do remote. So they lost a lot. So we cover that during last year and during the summer. We do have program for those kids, not just the summer class.
với các phụ huynh mà có chương trình con em trong chương trình đặc biệt đó, các em bị mất rất nhiều, mất nhiều hơn các em khác trong cái mùa COVID, là vì học qua điện toán, qua điện tử, qua học vào khoảng cách như vậy đó, thì nó khó khăn. Cho nên học khu, đa số học khu đều có chương trình để kéo dài cái thời gian học vấn cho các em trong mùa học. Và trong mùa hè đó, các em cũng có chương trình đặc biệt để giúp đỡ các em phục hồi, để mà bồi dưỡng hay phục hồi lại cho các em những gì mất mát trong thời gian cách ly bởi cái COVID. Tại Julie hồi xưa là làm cho school district thì Julie rất hiểu về cái giấy tờ IEP. Tại mình làm trong nghề đó, mình có bằng master, mình làm hai mươi mấy năm rồi. Mà phụ huynh nào mà có con bị tự kỷ hay có trong cái chương trình của IEP á, nhiều lúc họ có người thông dịch viên tới cái buổi họp cho IEP meeting, mà lúc mà họ gửi về giấy tờ anh Lân là tiếng Anh, là gia đình đó có cái quyền lợi gì không để cho được cho cái thông dịch không? Vâng, tôi hiểu cái chương trình IEP là cái chương trình tham khảo với nhà trường về vấn đề chương trình giảng dạy cho con em của mình. Vô ngồi họp có thầy cô hiệu trưởng, có ông giám đốc này, có rất bà trưởng kia, rất nhiều người. Mình cũng là một phần, mình nghĩ mình thành một phần nhỏ. Tuy nhiên phụ huynh là một partner tương đương với những người kia, có cái vai trò đó, cũng có cái vai trách nhiệm gọi là đồng ý, phản đối những gì họ đề nghị. Nhưng vấn đề cái sự đồng ý, phản đối của phụ huynh đó, cần phải có cái sự hiểu biết của mình là cái gì. Thành là cho dù là có cái sự phiên dịch đi nữa, nhiều lúc phiên dịch cũng không có đủ đâu. Phiên dịch cũng không có đủ cho mình hiểu đó là cái gì. Cho nên các phụ huynh cần phải năng động hơn. Phụ huynh đòi hỏi, thứ nhất là dịch cho nó chính xác và đúng. Mà nhiều lúc dịch cho chính xác đi nữa, nhiều lúc mình cũng không có hiểu, cho nên cần phải tìm hiểu. Cần phải hiểu rõ để mình có thể mình nói rằng chương trình này đúng hay không, có hợp lý hay không, có đáp ứng cái nhu cầu của con em của mình hay không. Và mình cũng phải biết đọc để coi là cái sự tiến bộ của các em, cái progress đó, nó có đúng cái tiêu chuẩn như mà họ nói, họ hứa từ đầu năm hay không. Dạ vâng. Thành ra nhiều lúc phụ huynh phải cần hiểu cái đó, nhưng mà đâu phải phụ huynh nào cũng hiểu cái đó đâu. Thành ra đó là cái khó khăn. Tôi không nghĩ là một huấn luyện phụ huynh, nhưng tôi chỉ có thể nói được là phụ huynh cần phải hiểu nhiều hơn để mà đóng đúng cái vai trò là một partner, là một đối tác trong cái toán này, trong cái team này. Thành ra nhiều phụ huynh, tôi thấy rằng nhiều phụ huynh rất là thụ động. Cứ đi vô trường, trường nói gì thì làm nghe như vậy, trường nói sao mình nghe như vậy, thì họ cho cái gì thì mình hưởng cái đó. Thì cái đó là cái nó có thể thiếu sót cho phụ huynh rất là nhiều. Yeah, so I thank you and learn so much for advocating for our families and teaching our families to self-advocate that and reminding them that they are an essential member of the IEP team. Because I think in the Vietnamese community, we're so used to saying, okay, this is our team, this is what they gave you, this is what the program you're offered. But it's really that you have the right to agree, and as you mentioned, you have the right to disagree. So one thing I want to remind the audience is that in there's also something that's called the IEE. I know school district doesn't always want me to educate this, but that's part of the IEP package. So when you go to an IEP meeting, they always hand you, here's your parents' rights. And they don't explain it, An Lung. So I think I just want to remind families that they have the right to disagree and they have a right to an outside opinion or an outside assessment. So I think that's something that we have to remind our families. But, you know, we always want to work more collaboratively. And one thing I want to commend you and your team is that when I have a family who comes to me as OC Autism, who advocates for children and the families with special needs, that, you know, I get to talk to the superintendent. I get to talk to the director of special education, and we say, hey, let's have a discussion. And so we don't have to go the legal route. So I think that's one thing, An Lung, is I do appreciate Garden Grove Unified District and the partner with OC Autism, that we have a very mutually respected programs, that we can have this discussion and making sure that we address these in ways before we have to do anything else. So một lần nữa, Julie, muốn cảm ơn An Lung. Với cái nhóm của anh Lân đó là giống như Gabrielle Mafia, là Superintendent, Director Special Ed Valerie Shed, luôn luôn là hợp tác với OC Autism, với hợp tác với Garden Grove Unified District để cho ủng hộ, cho giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình, gia đình nào mà có em khuyết tật, có thể họ có thể không có đồng ý với học khu, mà mình có quyền đồng ý, mình cũng có quyền từ chối về cái chương trình đó. Thì lúc đó gia đình phải, Julie cũng muốn khuyên gia đình đó là đọc cái Special Ed Rights, nó có một cái gì, nó kêu bằng IEE,
đó là Independent Education Evaluation. Chừng nào mình không đồng ý với học khu, đội học khu phải trả cho cái evaluation đó. So nhiều lúc không phải mình kêu là chẩn đoán với học khu, mà thiệt ra mình hợp tác với học khu rất là quan trọng. Thì sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với luật sư Nguyễn Quốc Lân về chương trình giáo dục đặc biệt với chương trình để cho trong mùa hè này cho mọi học sinh. Cảm ơn quý vị khán giả, Cô Little Saigon TV.